Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 2. Chương 11. Thanh Trúc Cốc. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao chuột yêu có thể đào thủng cái ao, hóa ra nó trời sinh giỏi về đào động và tìm kiếm linh thảo. Đúng rồi, ban nãy thấy ngươi rất vội vã, xảy ra chuyện gì sao? Nhị cô bà đến, người còn đang ở bên ngoài. Vương Trường Sinh mắt sáng ngời, vội vàng nói, nhị tỷ đến. Nàng đang ở nơi nào? Mau đưa ta đi gặp. Không cần, cửu đệ, ta tự đến rồi này. Giọng nói thanh thúy dễ nghe của một cô gái vang lên. Dứt lời, một cô gái mặc váy dài màu vàng đi đến. Nàng nhìn khoảng 20 tuổi, tóc đen quấn cao, ngũ quan thanh tú. Trong ánh mắt lộ ra vài phần anh khí, đôi mắt sáng ngời như sao. Cô gái không phải ai xa lạ, chính là đường tỷ của Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết là con gái Vương Minh Chí, đại bá của Vương Trường Sinh. Tam linh căn mộc thủy kim, lấy mộc linh căn làm chính. Tu luyện là hoàng phẩm nhất giai công pháp Trường Thanh Quyết, năm nay 23 tuổi, luyện khí tầng 6. Thê tử Vương Minh Chiết đã qua đời vài năm trước, Vương Trường Tuyết vì mẹ giữ đạo hiếu 3 năm. Nếu không đã sớm gả ra ngoài, Vương gia gia tộc, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Vương Trường Tuyết cũng không ngoại lệ, nàng phụ trách chăm dưỡng 3 mẫu cây linh tang thụ. Lá cây linh tang dùng để nuôi linh tằm, tơ tằm là vật liệu luyện khí tốt nhất. Liễu Thanh Nhi là vương gia chủ mẫu, bị nhiều người chú ý. Vì để tránh đàm tiếu, lần nào Liễu Thanh Nhi cũng nhờ Vương Trường Tuyết đưa đồ cho Vương Trường Sinh, nhị tỷ, ngươi sao lại đến mà không báo trước? Ta còn tưởng rằng phải đến sinh thần của ta tỷ mới đến. Vương Trường Sinh vui vẻ nói, sao nào? Vậy theo ý ngươi là, chưa đến sinh nhật ngươi, ta không thể đến sao? Vương Trường Tuyết như cười như không, trêu ghẹo, nhị tỷ, ý ta không phải vậy. Ta còn hận không thể để tỷ ở lại đây luôn. Ta ở đây buồn chán muốn chết. Vương Trường Sinh cười khổ giải thích. Vương Thu Sinh thấy vậy, biết điều lui ra ngoài. Vương Trường Tuyết chú ý đến chuột yêu trên vai Vương Trường Sinh, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần kinh ngạc. Ồ, đây là song đồng thử, ngươi ở đâu tìm được vậy? Song đồng thử, nhị tỷ, ngươi nhận ra được loại linh thú này. Có thể nói cho ta biết không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Song đồng thử có thể nhìn xuyên thấu sương mù, sông ngòi, cây cối. Khứu giác nhạy bén, giỏi về tìm kiếm thiên linh dược. Thích lấy địa phương có linh khí nồng đậm làm tổ. Lần trước, thất muội ở phường thị nhìn thấy có một người bán song đồng thử. Muốn móc hết linh thạch trên người để mua. Đáng tiếc, đối phương chào giá quá cao, hơn 100 khối linh thạch. Ta cùng thất muội mang không đủ linh thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn song đồng thử bị người khác mua đi. Bởi vì lần đó, thất muội cứ theo sau ta không ngừng oán giận. Tìm kiếm linh dược thiên địa, Vương Trường Sinh kinh ngạc. Vương Trường Tuyết nở nụ cười, nhắc nhở, ngươi không, cần cao hứng quá sớm. Song đồng thử đúng là có bản lĩnh tìm kiếm linh dược, nhưng nó chỉ là nhất giai hạ phẩm linh thú. Nếu thực sự đem nó thả vào thâm sơn cùng cốc có nhiều yêu thú, thời điểm nó tìm được linh thảo, cũng khó mà có thể sống trở về. Một con song đồng thử thường tìm được một gốc linh thảo thì chết mất. Linh thú giỏi về tìm kiếm linh dược không chỉ có song đồng thử. Nhưng song đồng thử cũng có ưu điểm của nó, không kén ăn như các linh thú giỏi tìm kiếm linh dược khác, nó ăn tạp, hình thể nhỏ, lại linh hoạt. Đúng rồi, nói nửa ngày rồi, ngươi vẫn chưa kể là tìm được nó ở đâu. Đoạn thời gian trước, Vương Gia Trấn xuất hiện quỷ vật, ta có đi một chuyến đến đó trừ quỷ. Trên đường trở về, ở nơi rừng sâu may mắn bắt được nó. Vương Trường Sinh hơi do dự, không có cùng nhị tỷ nói sự thật. Thời điểm phát hiện đoạn linh mạch này, bởi vì trong lòng vẫn còn oán niệm với phụ thân, hắn không có báo việc này lên. Tuy rằng đây chỉ là một đoạn linh mạch dài vỏn vẹn 2 trượng, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến. Nhưng biết việc mà không báo là vi phạm tộc quy, phải nhận phạt. Hắn hiện tại hiểu được nỗi khổ của phụ thân, càng không thể để người khác biết đến đoạn linh mạch này. Dù gì phụ thân hắn cũng là gia chủ, sẽ ảnh hưởng không tốt. Vương Trường Tuyết nghe Vương Trường Sinh giải thích xong, mi dày nhẹ nhảy, vẻ mặt ngương trọng, cửu đệ, ngươi nói thật cho ta biết, song đồng thử này là ngươi từ trên tay người khác cướp về đúng không? Nếu đúng là vậy, dựa theo tộc quy, sẽ bị phạt nặng. Vương Trường Sinh cười khổ, giải thích, nhị tỷ, ngươi nghĩ ta thành cái dạng người nào vậy?
ta tiểu nhân như vậy sao? Ta cam đoan với tỷ, con chuột này thực sự là ngẫu nhiên phát hiện, không phải cướp được từ trên tay người khác. Vậy là tốt nhất, cũng nói lại, Tam Thúc phái ngươi đến huyện Bình An quả thật không đúng. Nhưng hiện tại gia tộc đang bước từng bước khó khăn, ngươi hãy thông cảm cho người. Đợi thêm một năm nữa là ngươi có thể trở về. Đến lúc đó, ta sẽ bảo cha ta sắp xếp cho ngươi một chức vụ trông coi linh điền. Ngươi ở bên trong tu luyện, như vậy tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Nàng chợt nhớ tới điều gì, lại nói, đúng rồi, đây là Tam Thẩm nhờ ta đưa cho ngươi. Một cái đại thọ bao, 5 cân nhất giai trung phẩm Lam Nguyệt Linh Mễ, một quả linh đản Tuyết Vân Kê. Tuyết Vân Kê mà ta nuôi đẻ trứng rồi, cho ngươi một quả nếm thử. Ngươi ở nơi này cũng không dễ dàng gì. Vương Trường Tuyết lấy từ túi chữ đồ ra một cái thực hạp tinh xảo, phóng lên trên mặt bàn. Linh đản, nhị tỷ, cảm tạ. Vương Trường Sinh trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Vương Trường Tuyết thuần dưỡng một con Tuyết Vân Kê. Gia tộc phát linh cốc, nàng đều dùng để nuôi gà. Tốc độ tu luyện của Vương Trường Tuyết bởi vậy mới chậm lại. Tuyết Vân Kê ăn linh cốc 5 năm mới bắt đầu đẻ trứng. Mỗi tháng sẽ đẻ một quả linh đản có thể tiếp tục ấp lứa khác, cũng có thể ăn. Một quả linh đản ở chợ bán 20 khối linh thạch. Đương nhiên, Tuyết Vân Kê mỗi tháng đều phải ăn mấy chục cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Trừ đi phí tổn, Vương Trường Tuyết mỗi quả linh đản có thể kiếm 5-6 khối linh thạch. Nhưng thuần dưỡng Tuyết Vân Kê giai đoạn đầu tốn rất nhiều công sức. Bởi vậy Vương gia chỉ thuần dưỡng có 6 con Tuyết Vân Kê. Đương nhiên không tính con của Vương Trường Tuyết. Người trong nhà, khách khí làm gì? Qua thêm một đoạn thời gian, ta cần phải đi hái linh tang diệp, đến lúc đó sợ là bận không đi thăm ngươi được. Tam Thẩm mới nhờ ta trước đưa đến cho ngươi số đồ này. Giờ ta phải đi về, ngươi nhớ chiếu cố tốt bản thân. Nhị tỷ, để ta tiễn người. Vương Trường Sinh tự mình tiễn Vương Trường Tuyết ra cửa. Nhìn đến lúc Vương Trường Tuyết dùng thuật đằng vân giá vũ mới rời đi. Chương 12, Cô gái váy xanh, 1. Tiễn bước Vương Trường Tuyết đi, Vương Trường Sinh quay trở lại phòng mình. Hắn mở thực hạp liền thấy ở tầng cao nhất là một cái đại thọ bao, đang tản mát ra một cỗ hương thơm mê người. Thọ bao là loại bánh dùng linh cốc cùng với thịt linh thú để làm, ẩn chứa nồng đậm linh khí. Tầng thứ hai là một bao linh mễ màu trắng, bên trong là 5 cân Lam Nguyệt Linh Mễ. Tầng dưới chót là một quả trứng to trắng muốt, tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh mỏng manh. Sinh nhật hàng năm, Liễu Thanh Nhi đều ủy thác Vương Trường Tuyết đưa đến một cái đại thọ bao và 5 cân Lam Nguyệt Linh Mễ. Những món đồ này đều ẩn chứa tình yêu thương nồng đậm của mẹ hắn. Song Đồng thử khịt khịt mũi ngửi, miệng phát ra tiếng kêu chít chít, cái đuôi vẫy liên hồi. Ngươi muốn ăn thọ bao sao? Không được, đây là mẫu thân ta tự tay làm cho ta. Không thể cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi 20 hạt Lam Nguyệt Linh Mễ. Vương Trường Sinh mở ra túi đựng linh mễ, cẩn thận lấy ra 20 hạt Lam Nguyệt Linh Mễ, đặt ở trên bàn. Song Đồng thử không khách khí, 2-3 bước liền chạy tới, nhanh chóng ăn hết. Vương Trường Sinh cũng ăn luôn đại thọ bao, sau đó đem Lam Nguyệt Linh Mễ và linh đản bỏ vào túi trữ vật. Ăn xong thọ bao, Vương Trường Sinh không hứng thú với thức ăn bình thường trên bàn. Trở lại lầu 2, đả tọa điều tức, lại tiếp 7 ngày trôi qua. Sáng sớm, Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thu Sinh vài việc. Sau đó thi triển thuật đằng vân giá vũ rời khỏi Liên Hoa Đảo. Huyện Bình An là một huyện của quận Trường Bình. Điểm đến lần này của Vương Trường Sinh là huyện Quảng Lâm của quận Bình Dương, sát cạnh huyện Bình An. Huyện Quảng Lâm là địa bàn của Bình Dương quận Tống Gia. Tống Gia cũng là một gia tộc tu tiên, thực lực tương đương Vương Gia. Thanh Trúc Sơn Mạch nằm ở hướng Tây Bắc của huyện Quảng Lâm, rộng hơn ngàn dặm. Tòa phường thị duy nhất của quận Bình Dương gọi là Thanh Trúc Phường, nằm sâu bên trong Thanh Trúc Sơn Cốc. Buổi trưa, Vương Trường Sinh xuất hiện ở Thanh Trúc Sơn Mạch, chậm rãi đáp xuống bên ngoài rừng trúc. Vương Gia cùng các gia tộc tu tiên khác mở một tòa phường thị, quy mô tương đương với Thanh Trúc Phường Thị. Nhưng phường thị do gia tộc mở này lại cách huyện Bình An khá xa. Hiện tại chức trách của hắn là trấn thủ huyện Bình An. Không có lý do đặc biệt, hắn nếu tùy tiện chạy về phường thị mà gia tộc mở thì sẽ bị phạt. Xuyên qua rừng trúc là một cái sơn cốc chật hẹp. Trong cốc mọc đầy cỏ dại, cuối cốc là một vách đá dựng đứng. Vương Trường Sinh tiến tới trước vách đá, toàn thân hắn sáng lên từng luồng ánh sáng xanh, hướng vách đá mà đi tới, cả người mất hút vào bên trong.
Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trên một con đường sạch sẽ lát đá xanh. Phía trước cách nơi đó vài trượng là một cổng đá màu trắng, mặt trên có khắc to bốn chữ màu vàng Thanh Trúc Phường Thị. Ở phía sau, có một con đường dài lát đá xanh. Hai bên đường là những tòa nhà lớn nhỏ, kiến trúc không đồng nhất, có lầu các cao 5-6 trượng, cũng có nhà đá đơn sơ. Ở trên phố, kẻ đến người đi tấp nập, những người này đều là người tu tiên. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ vào cửa hàng ở hai bên đường, mười phần náo nhiệt. Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên đến Thanh Trúc Phường Thị, hắn không dừng lại nhiều, cứ dọc theo con đường mà đi về phía trước. Nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một quảng trường lát đá xanh. Quảng trường mười phần rộng lớn, có hơn 10 quầy hàng nhỏ. Quầy hàng bày bán thương phẩm rất nhiều, có tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, phù triện, linh khí. Nhưng tất cả đều là mặt hàng phổ biến. Kim tủy linh mễ tốt nhất đây, đến nhìn một cái đi, 3 khối linh thạch 1 cân. Trung phẩm linh khí kim nguyệt đao, chỉ 80 khối linh thạch, uy lực cường đại, lại nhìn một tí đi. Một lọ luyện khí hoàn, được luyện đan sư kinh nghiệm phong phú luyện chế. Đi tới đi lui đừng bỏ lỡ. Càng gần tới quảng trường, âm thanh chào hàng càng liên miên không ngớt. Bày sạp bán ở quảng trường đều là tán tu. Bọn họ thuê không nổi cửa hàng mặt tiền, ở quảng trường lại không thu phí gì. Vì vậy các tán tu đều đến quảng trường để bày sạp. Ninh Châu có 7 quận, từng quận đều có một khu phường thị nhỏ. Vì để thu hút tán tiên, từng phường thị đều xuất hiện một không gian miễn phí để tán tu bày sạp bán. Đương nhiên, quầy hàng đều có những quy định nghiêm khắc, quầy hàng không thể dài quá 1 trượng, rộng không thể vượt qua 2 thước. Nếu vượt qua hạn chế này, thì sẽ bị thu phí. Đây là để bảo đảm lợi ích cho những người tu tiên thuê cửa hàng. Cuộc sống của tán tu cũng không dễ dàng, cửa hàng của gia tộc tu tiên sẽ không tuyển người ngoài làm thuê. Chỉ có số ít tán hộ hoặc là cửa hàng lớn mới tuyển người ngoài vào làm. Hầu hết các tán tu đều không tinh thông một nghề nhất định, nào, họ hoặc đầu cơ trục lợi vật tư, hoặc ở các phường thị lớn làm người dẫn đường, hoặc làm công. Chỉ cần có thể kiếm linh thạch, dù khó dù khổ, tán tu đều làm hết. Đại đa số tán tu giết ma quái, yêu thú để lấy linh dược mà sống. Cách này mười phần nguy hiểm. Hàng năm, có không biết bao nhiêu tán tu chết vì bị yêu thú ăn thịt. Ngay cả như thế, hàng năm vẫn có lượng lớn tán tu săn yêu nhân, giết yêu thú để lấy linh dược. Có một số ít bộ phận tán tu theo hướng tà tu, giết người đoạt bảo, trở thành kẻ bị mọi người hô đánh. Cuộc sống của tà tu càng khó khăn hơn. Tà tu đa phần đều là tán tu vì quá túng quấn mà thành. Tiếc là dựa vào chém giết không kiếm được bao nhiêu linh thạch, nói không chừng còn có thể thâm hụt tiền. Đệ tử gia tộc tu tiên hoặc là đệ tử tông môn, gốc rễ thâm hậu, còn có trưởng bối bảo hộ, hầu như không có cơ hội xuống tay. Một khi sự tình bại lộ còn bị truy nã, phải đền tội. Bởi vậy, chỉ có số ít tu sĩ luẩn quẩn trong lòng mới nghĩ đến việc giết người đoạt bảo. Hơn nữa, tà tu thường sống không thọ. Liễu Thanh Nhi luôn mãi dặn dò hắn hãy ở Liên Hoa Đảo, đừng đi đâu, để tránh trở thành mục tiêu của tà tu. Vương Trường Sinh không để tâm lời của mẫu thân dặn. Hắn cảm thấy mẫu thân buồn lo vô cớ, trên đời làm gì có nhiều tà tu như vậy. Nếu không phải bất đắc dĩ thì ai mà làm tà tu? Cho dù có tà tu, thì làm sao hắn trở thành mục tiêu được? Hắn tìm một nơi trống vắng, lấy ra một tấm vải thô, đặt linh đản lên. Ở bên cạnh linh đản, còn đặt một tấm biển có dòng chữ, linh đản của Tuyết Vân Kê, đổi linh vật thuộc tính thủy có giá trị tương đương. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Cô gái váy xanh 2. Linh đản ẩn chứa nồng đậm linh khí, thích hợp cho toàn bộ tu sĩ dùng, nhưng Vương Trường Sinh tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Vì thế, hắn càng cần linh vật thuộc tính thủy hơn. Linh đản có thể ấp trứng thành Tuyết Vân Kê. Một cái nhất giai hạ phẩm Tuyết Vân Kê có giá trị cao hơn so với linh đản. Nhưng linh đản cần hấp thu đầy đủ linh khí thì mới có thể ấp trứng. Mang linh đản đặt ở trên nhất giai linh mạch cũng phải mất 2 tháng mới có thể ấp trứng. Đoạn linh mạch hắn phát hiện tuy nhỏ nhưng dùng để ấp linh đản cũng dư giả. Nhưng hắn không thể thời thời khắc khắc đều ở đó. Lỡ như lại bị một con chuột yêu nào đó phát hiện rồi ăn mất, vậy hắn sẽ lỗ lớn. Suy nghĩ mãi, hắn quyết định đến Thanh Trúc Phường Thị,
mang linh đản đổi thành linh vật thuộc tính thủy. Không bao lâu, một đại hán trung niên khuôn mặt phúc hậu dừng lại trước quầy hàng của Vương Trường Sinh. Đạo hữu, ta trên tay không có linh vật thuộc tính thủy, lấy linh thạch mua, người, thấy thế nào? 10 khối linh thạch được không? Gã đại hán trung niên trong ánh mắt để lộ ra vài phần khôn khéo. Vương Trường Sinh liếc mắt một cái, không chút khách khí nói, tưởng ta là gà con mới bước vào đời sao? Muốn chiếm tiện nghi, đi chỗ khác đi. Một ít tán tu kinh nghiệm phong phú, chuyên bày sạp ở quảng trường để lừa mua giá rẻ. Chỉ có những người mới tu tiên, không hiểu thị trường mới dễ bị mắc lừa. Vương Trường Sinh đã tiếp xúc toàn diện kiến thức tu tiên, không phải là loại gà con mới bước vào tiên giới, không dễ bị lừa như vậy. Gã đại hán trung niên cũng không giận, ngượng ngùng cười cười nói, xem ra đạo hữu cũng là người từng trải, ta ra 19 khối linh thạch mua viên linh đản này, thế nào? Trứng linh đản ấp thành tuyết vân kê, bán đi có thể kiếm một khoản linh thạch. Tuy nói tốn thời gian, nhưng thứ tán tu không thiểu đó chính là thời gian. Không bán, ta chỉ đổi linh vật thuộc tính thủy có giá trị ngang nhau. Vương Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt. Như vậy, 21 khối linh thạch, không thể hơn. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, thái độ 10 phần kiên quyết. Đại hán trung niên thấy vậy, cũng không miễn cưỡng, xoay người rời khỏi. Sau hơn nửa ngày, liên tục có người đứng ở trước quầy hàng của Vương Trường Sinh đều muốn giao dịch cùng hắn. Bọn họ có nguyện ý dùng linh thạch mua, có nguyện ý lấy phù triện đổi, cũng có nguyện ý dùng linh khí đổi. Nhưng tất cả đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Sắc trời tối dần, các cửa hàng đều thắp sáng, làm sáng ngời cả phường thị. Các vị chủ quán cũng lấy ra nguyệt quang thạch, chiếu quầy hàng sáng ngời. Vương Trường Sinh hơi cân nhắc một tí, thu hồi linh đản. Hắn đi dạo trên quảng trường, nhìn xem có thể có thứ gì tốt không. Các quầy hàng bày đủ thứ đồ vật rực rỡ muôn màu, Vương Trường Sinh thấy được vài món hợp ý, nhưng trong túi lại không có tiền, đành không mua. Ồ, đây là cái gì vậy? Vương Trường Sinh ngừng lại ở một quầy hàng nhỏ, kinh ngạc ồ một tiếng. Chủ quán là một cô gái váy xanh 16-17 tuổi, dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, mái tóc đen, dài đến ngang lưng. Trên gian hàng bày ra đủ thứ vật liệu yêu thú, hai bầu rượu đá cùng hai kiện linh khí. Hai kiện linh khí là một chuỗi ngọc màu lam và một thanh tiểu đao cũng màu lam dài tầm một thước. Linh khí là vũ khí luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng, giá từ mấy chục đến mấy trăm linh thạch đều có. Vương Trường Sinh tu luyện Vân Vũ Quyết, đối với thủy linh khí tương đối mẫn cảm. Hắn có thể cảm nhận rõ được thủy linh khí tại quầy hàng của cô gái váy xanh này mãnh liệt hơn các quầy hàng khác, xung quanh chuỗi lam ngọc tỏa ra thủy linh khí nồng đậm. Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy chuỗi ngọc, cẩn thận xem xét. Hắn có thể xác định chuỗi lam ngọc này có công dụng tụ thủy linh khí. Tuy nhiên, không có nhiều thủy linh khí tụ lại. Nếu đeo ở trên người mà tu luyện, sẽ làm tốc độ tu luyện nhanh hơn một ít. Cái linh khí này gọi là gì? Có công hiệu ra sao? Bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này là trung phẩm linh khí tụ châu, là một linh khí phụ trợ. Có tác dụng tụ thủy linh khí, được luyện chế từ hạt ngọc trai của nhất giai trung phẩm linh thú. Tuy hiệu quả kém hơn nhất giai tụ thủy trận, nhưng đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính thủy nếu đeo trên người, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Mọi thứ bày ra ở gian hàng chỉ đổi với vật có giá trị tương đương. Không bán, cô gái váy xanh chậm rãi nói, chỉ vào tấm bảng gỗ ở trên gian hàng. Vương Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, ở góc quầy hàng có một tấm bảng gỗ, trên mặt viết to 4 chữ chỉ đổi không bán. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ túi chữ vật lấy ra linh đản cùng một tấm phù triện xanh nhạt. Đây là linh đản của nhất giai linh cầm tuyết vân kê, hơn nữa cái này là nhất giai thượng phẩm phi thiên phù, đổi hai cái này lấy tụ thủy châu, thế nào? Cô gái váy xanh có chút động lòng, vẻ mặt lộ ra suy nghĩ. Không bao lâu, nàng mở miệng nói, lại thêm 5 khối linh thạch, ta với ngươi trao đổi. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, tụ thủy châu của ngươi rõ ràng đã có người sử dụng qua. Một viên linh đản với một tấm phi thiên phù, đổi lấy tụ thủy châu này quá đủ rồi. Nếu tiên tử không muốn trao đổi, thì thôi, lại thêm một khối linh thạch, một khối thôi. Cô gái váy xanh giơ thẳng một ngón tay. Vương Trường Sinh hơi do dự, cắn răng đồng ý. Tụ thủy châu này có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Hắn thật sự không thể cự tuyệt. Vương Trường Sinh lấy ra một khối linh thạch, tính cả linh đản và phi thiên phù, đưa hết cho cô gái váy xanh.
Trước khi tới huyện Bình An nhận chức, Liễu Thanh Nhi có tặng hắn một tấm phi thiên phù. Dặn dò Vương Trường Sinh nếu gặp phải nguy hiểm thì dùng phi thiên phù để chạy trốn. Vương Trường Sinh vì muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đành phải đem phi thiên phù ra trao đổi. Một tấm phi thiên phù có giá trị hơn 30 khối linh thạch, tốc độ nhanh hơn thuật đằng vân giá vũ rất nhiều, bởi vậy khá chân quý. Cô gái váy xanh cười thản nhiên, đưa tụ thủy châu cho Vương Trường Sinh, nói, thành giao, tụ thủy châu này là của đạo hữu, chỉ cần rót vào một chút pháp lực, nó sẽ chậm rãi tụ tập thủy linh khí. Ồ, tiên tử là đệ tử của Lâm gia núi Hồng Diệp. Lúc Vương Trường Sinh tiếp nhận tụ thủy châu, nhìn thấy quần áo của cô gái váy xanh thêu mảng hoa văn cây lá màu đỏ, kinh ngạc nói. Vương gia chú ở Thanh Liên Sơn, đệ tử Vương gia sẽ lấy Vương gia Thanh Liên để giới thiệu xuất thân của mình. Chương 14. Thi biến. Lâm gia Hồng Diệp Lĩnh cũng là một gia tộc tu tiên, nằm ở Ninh Châu thuộc quận Quảng Lăng. Thực lực Lâm gia gấp mấy lần Vương gia, chỉ nói đến tu sĩ trúc cơ thôi, cũng đã có hơn 5 vị, là gia tộc tu tiên có thực lực mạnh nhất ở Ninh Châu. Nghe nói Lâm gia có Tử Tiêu Môn ủng hộ, cũng có nhiều tộc nhân bái nhập Tử Tiêu Môn. Nghe khẩu khí của đạo hữu, chắc hẳn xuất thân cũng từ thế gia tu tiên. Cô gái váy xanh mỉm cười, thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh do dự, hai tay ôm quyền, nghiêm mặt nói, tại hạ Vương gia Thanh Liên, Vương Trường Sinh. Có thể cùng đệ tử Lâm gia Hồng Diệp Lĩnh kết bạn, xem như là một thu hoạch không nhỏ. Làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là Lâm gia đệ tử sao lại chạy đến tận Thanh Trúc Phường Thị để bày quán, chẳng lẽ là giả mạo? Hắn cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền phủ quyết suy đoán này. Giả mạo ai không giả, lại giả mạo đệ tử Lâm gia, không phải là tìm chết sao? Thì ra là Vương đạo hữu, tiểu muội Lâm Ngọc Giao, Vương đạo hữu trên người có còn linh đàn không? Tiểu muội có thể dùng những đồ vật này đổi, linh thạch cũng được. Lâm Ngọc Giao thành khẩn. Đã không còn, tại hạ chỉ có một quả linh đàn. Lâm Ngọc Giao lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhiệt tình nói, Vương đạo hữu, ngươi lại nhìn xem những đồ vật khác có còn gì muốn trao đổi không? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, thật ngượng ngùng, tại hạ không còn đồ vật nào khác. Tại hạ không quấy rầy Lâm tiên tử làm ăn. Dứt lời, hắn đứng dậy. Còn chưa đi được bao xa, một ông lão khoác áo bào xanh đi tới. Ông lão râu tóc hoa râm, sắc mặt trồng nhuận, bên hông treo một cái hồ lô màu xanh, người đầy mùi rượu, cách thật xa vẫn có thể ngửi được. Ngọc Giao, đống đồ này còn chưa giao dịch xong sao? Ông lão thanh bảo thân thiết hỏi. Lâm Ngọc Giao hơi nhíu mi nói, cha, sao ngài lại uống nhiều rượu như vậy? Mẹ con đâu? Hôm nay cao hứng, với cậu ngươi uống mấy chén. Ngươi là đến mừng đại thọ của ngoại tổ mẫu, không phải đến để làm ăn. Để một nhà cậu ngươi chờ ngươi, rất kỳ cục, mau thu sạp đi. Theo ta trở về ăn cơm, mẹ ngươi đang phụ giúp ở phòng bếp, kêu ta đi gọi ngươi trở về. Lâm Ngọc Giao gật đầu đáp ứng, thu hồi sạp hàng, cùng ông lão áo xanh rời khỏi. Thanh Trúc Phường Thị có mấy cái khách điếm, nhưng đều trả bằng linh thạch. Vương Trường Sinh vì tiết kiệm, không có ở tại khách điếm. Hắn dọc theo con đường dạo qua một vòng, lại nhớ tới quảng trường. Hơn 10 tán tu vì tiết kiệm linh thạch, top 5 top 3 tụ tập ở góc quảng trường, hoặc lật xem điển tịch, hoặc nói chuyện trời đất. Vương Trường Sinh tìm một góc hẻo lánh, lấy ra một quyển điển tịch, say sưa hứng thú xem. Vừa xem chính là một buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh thu hồi điển tịch, đứng dậy duỗi thắt lưng, đi ra khỏi phường chợ. Ra khỏi rừng trúc, Vương Trường Sinh miệng lẩm nhẩm pháp quyết, dưới chân liền xuất hiện một đám mây trắng nâng hắn bay lên cao, đi về hướng phương xa. Buổi trưa, Vương Trường Sinh về đến Liên Hoa Đảo. Hắn không buồn nghỉ ngơi, lấy ra tụ thủy châu, bắt đầu luyện hóa. Hắn đem tụ thủy châu lơ lửng giữa không trung, 10 ngón tay bấm quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào tụ thủy châu. Tụ thủy châu tổng cộng có 6 hạt ngọc châu, mỗi một hạt ngọc châu đều hiện lên lượng lớn tụ thủy linh văn. Thời gian từng chút một trôi qua, trán Vương Trường Sinh chảy ra một tầng mồ hôi, 10 ngón tay không ngừng bấm quyết. Một khắc sau, Vương Trường Sinh thu lại pháp quyết. Ánh sáng trên tụ thủy châu dần ảm đạm, rơi ở trên tay hắn. Rốt cuộc cũng luyện hóa xong. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay hắn run lên, tụ thủy châu rời khỏi tay, bay lơ lưng giữa không trung. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm ở trên tụ thủy châu. Tụ thủy châu phóng ra từng trận ánh sáng lam.
Không qua bao lâu, phạm vi xung quanh xuất hiện từng điểm phù triện màu lam. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, miệng niệm khẩu quyết tầng thứ hai của Vân Vũ Quyết, bắt đầu tu luyện. Thanh Thạch Trấn, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là lưu manh vô lại có tiếng của nơi này. Cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là huynh đệ ruột, nhà bọn họ ngày trước cũng xem như giàu có. Nhưng sau khi cha bọn họ chết bệnh, hai huynh đệ nối nghiệp cha, làm ăn thua lỗ. Đem bán hết sản nghiệp mà tổ tiên để lại mới miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Nhưng bọn họ lại không có nghề nghiệp gì, hết ăn lại nằm, rất nhanh liền tiêu hết tiền. Hai huynh đệ ngồi lại bàn kế, cuối cùng quyết định đánh chủ ý lên người chết. Đương nhiên, bọn họ không đến mức lấy phần mộ tổ tiên ra đào, mà là đem mục tiêu đặt vào phần mộ của thế gia vọng tộc Thanh Thạch Trấn, Vương Gia. Tộc nhân Vương Gia đông đúc, tiệm gạo, tiệm đồ, tửu lâu của Trấn có hơn phân nửa là tộc nhân Vương Gia mở. Ở Thanh Thạch Trấn, kể về Vương Gia có thể kể đến nửa ngày. Vương Gia tuy là hộ ngoại lai, nhưng bổn gia ở huyện thành cũng là gia tộc có uy tín danh dự. Mượn sự ủng hộ của bổn gia, Vương Gia nhanh chóng đứng vững gót chân ở Thanh Thạch Trấn. Chỉ cần là các mối làm ăn kiếm tiền, đều có một chân của tộc nhân Vương Gia. Thanh Thạch Trấn sản xuất đá cẩm thạch, hai mỏ đá lớn nhất đều nằm trên tay Vương Gia. Một tháng trước, lão thái gia bối phận lớn nhất của Vương Gia mừng đại thọ 70 tuổi. Tiệc rượu dài từ đầu trấn đến cuối trấn, ăn uống linh đình 3 ngày, có thể thấy được tài lực của Vương Gia. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa cũng đi cọ cơm, nhìn đến tộc nhân Vương Gia ăn mặc sang quý. Lại nhìn đến bản thân một ngày 3 bữa cũng là vấn đề, bọn họ sớm đã không thoải mái trong lòng. Mấy ngày trước, lão thái gia tái phát bệnh cũ, qua đời. Chôn tại mộ viên của Vương Gia gia tộc, buổi tối một ngày nọ, giờ tí, đêm dài thanh tĩnh. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa, hai huynh đệ đi đến chân núi của một ngọn núi cao, cách đó không xa, là một gian nhà gỗ đơn sơ. Mộ viên của gia tộc Vương Gia nằm trên đỉnh ngọn núi này. Vì phòng ngừa trộm mộ, Vương Gia phái hai vị tộc nhân đến trông coi. Người trông mộ ở dưới chân núi dựng một căn nhà gỗ đơn sơ. Cách một đoạn thời gian, người trông mộ sẽ lên núi tuần tra. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đã quan sát vài hôm, thăm dò quy luật hoạt động của người trông mộ. Chờ người trông mộ xuống núi, bọn họ thừa dịp đêm tối, lặng lẽ lẻn lên núi. Bọn họ trang bị đầy đủ, ngay cả công cụ cũng đã chuẩn bị tốt. Đại ca, nơi này nhiều ngôi mộ như vậy, chúng ta đào mộ nào? Lý Nhân Nghĩa nhìn lên trăm tòa mộ phần, không biết nên từ đâu xuống tay. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Cương Thi Hại Người. Trước đào mộ lão thái gia Vương Gia, hắn bối phận cao, trong nhà lại có tiền. Khẳng định chôn cùng không ít thứ đáng giá. Trước tiên tìm mộ hắn. Lão thái gia vừa hạ táng không bao lâu, mộ bia mới tinh, rất dễ thấy được. Không qua bao lâu, bọn họ liền tìm được phần mộ của lão thái gia. Hai người dùng công cụ, dễ dàng mở được phần mộ của lão thái gia. Không ngoài dự liệu của Lý Nhân Kiệt, trong quan tài bồi táng không ít vật đáng giá. Bọn họ một món cũng không buông tha. Vì thuận tiện cướp đoạt vật bồi táng, bọn họ đem thi thể của lão thái gia ra ngoài quan tài. Tùy ý đặt trên đất, mặt hướng lên trên, ánh trăng vừa lúc chiếu vào thi thể lão thái gia. Sau khi Lý Nhân Nghĩa cùng Lý Nhân Kiệt thu hết các vật đáng giá vào bao, lại đào thêm vài phần mộ nữa, nhưng không có nhiều thu hoạch cho lắm. Oanh đùng, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên. Ông trời cũng như đang cảnh báo bọn họ, không được làm loại việc thiếu đạo đức này. Trời sắp mưa rồi, đêm nay chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, đi thôi. Ngày khác thiếu bạc, ta lại đến lựa hai ngôi mộ mà đào. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa bỏ lại công cụ, đem theo tài vật rời khỏi. Một lúc lâu sau, khi trời vẫn còn đang vang lên từng tiếng sét oanh tạc, cơn mưa nặng hạt cũng hùng hổ kéo đến. Người trông mộ vốn dĩ cách một đoạn thời gian sẽ đi tuần, nhưng trời lại đột nhiên mưa to. Người trông mộ cảm thấy sẽ không có người mạo hiểm mưa to đến trộm mộ, nên cũng không có lên núi tuần tra. Thi thể lão thái gia ngâm ở trong mưa, mặt hướng lên trời. Thời gian từng chút một trôi qua, ngón tay lão thái gia bỗng nhiên giật giật. Nửa canh giờ sau, hai mắt lão thái gia mở lớn, hai tay duỗi thẳng, hướng dưới chân núi mà bật nhảy từng bước. Không bao lâu sau, lão thái gia bật nhảy biến mất vào trong màn đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, người thủ mộ lên núi tuần tra, phát hiện phần mộ của lão thái gia đã bị trộm, thi thể không cánh mà bay, lập tức cấp tốc báo cáo cho tộc lão. Vương Thanh Sơn là trưởng bối có bối phận cao nhất của vương gia ở Thanh Thạch Trấn, lão thái gia vừa qua đời là đường huynh của hắn. Biết được phần mộ đường huynh bị trộm, thi thể không cánh mà bay. Vương Thanh Sơn một bên phái tộc nhân tìm kiếm thi thể, bên khác phái người báo quan. Vương gia là đại gia tộc của huyện Bình An mà ai ai cũng biết. Phần mộ lão thái gia bị trộm, thi thể lại biệt tăm. Điều này khiến cho rất nhiều tộc nhân vương gia chú ý. Các nhánh tộc lão của vương gia biết được chuyện này đều yêu cầu truy bắt hung thủ, tìm về thi thể lão thái gia để an táng. Vương Thiên Đức là huyện úy huyện Bình An, chủ quản việc trị an. Hắn cũng là tộc nhân vương gia, biết được chuyện này, Vương Thiên Đức vội đem bộ đầu cùng hơn 10 bộ khoái chạy tới trấn Thanh Thạch. Dựa theo bối phận, Vương Thiên Đức gọi lão thái gia đã mất là thất bá công. Vương Thiên Đức trước tiên là trấn an các vị tộc lão của các chi nghe tin mà đến. Vỗ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ đưa hung thủ ra trước công lý, cũng sẽ tìm được thi thể của thất bá công. Vương Thiên Đức đã làm huyện úy 10 năm, kinh nghiệm phong phú. Hắn mang theo bộ đầu đi mộ viên của gia tộc xem xét, hỏi hai gã tộc nhân thủ mộ tình huống của phần mộ bị trộm lúc đó. Nghe xong trần thuật của người thủ mộ, trong lòng Vương Thiên Đức có một số suy đoán. Án này khẳng định không phải tộc nhân vương gia làm. Thất bá công đức cao vọng trọng, tộc nhân vương gia không có khả năng đánh cắp thi thể và trộm phần mộ của thất bá công. Nhưng mà để cẩn thận, Vương Thiên Đức vẫn phái người điều tra nghe ngóng, xem trước khi chết thất bá công có qua lại với ai. Vật bồi táng bị cướp sạch, bởi vậy có thể thấy được, tên trộm mộ quá nửa là hạng người nghèo khổ túng quẫn. Lầm theo manh mối này, Vương Thiên Đức phái bộ khoái đi từng nhà kiểm tra, những người gia cảnh nghèo khó là trọng điểm điều tra. Vật bồi táng phần nhiều là vàng bạc châu báu, tên trộm mộ không có khả năng cầm vàng bạc châu báu đi rêu rao khắp nơi. Bọn họ khẳng định sẽ đem đồ vật trộm được đi bán đổi bạc. Theo manh mối này, Vương Thiên Đức phái bộ khoái thăm dò các cửa hiệu cầm đồ. Ở huyện thành có một tiệm cầm đồ tên là Hiệu Cầm Đồ Vĩnh An, thông qua điều tra biết được tại ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, có người đến Hiệu Cầm Đồ Vĩnh An bán vàng bạc châu báu. Bởi vì số lượng quá lớn, ông chủ Hiệu Cầm Đồ Vĩnh An là Hứa An, tự mình tiếp đãi. Qua lời thuật lại của Hứa An, tới cầm vàng bạc châu báu là hai huynh đệ, trên chân dính không ít bùn đất. Trong lúc đàm phán, một trong hai người có nói là muốn đi Bách Hoa Lâu chơi vài ngày. Bách Hoa Lâu là thanh lâu lớn nhất huyện Bình An, người bình thường đi không nổi nơi đất đỏ này. Theo manh mối này, bộ khoái rất nhanh bắt được hai huynh đệ Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa ở Bách Hoa Lâu. Còn chưa kịp lên công đường, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đã thành thật khai báo. Thừa nhận là bọn họ trộm vật bồi táng ở phần mộ lão thái gia, nhưng một mực chắc chắn là không đánh cắp thi thể. Vương Thiên Đức cho người giam giữ Lý Nhân Kiệt và Lý Nhân Nghĩa, để Vương Thanh Vân phái tộc nhân tìm kiếm thi thể lão thái gia. Phụ cận Thanh Thạch Sơn không thiếu chó hoang, Vương Thiên Đức đoán thi thể lão thái gia có khả năng là bị chó hoang tha đi rồi. Vương Thanh Sơn phái mấy trăm tộc nhân vào núi tìm kiếm thi thể của lão thái gia, nhưng không thu hoạch được gì. Vài tộc nhân không may gặp phải một con gấu mù, bị nó đả thương. Năm ngày trôi qua, vẫn không tìm được thi thể của lão thái gia, mọi người cũng không còn ôm hy vọng gì. Vương Thanh Sơn đành lưu lại hơn 10 tộc nhân tiếp tục tìm kiếm, giải tán những tộc nhân khác. Vương Hữu Bình và Vương Hữu Toàn là anh em họ, phụ trách tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm thi thể lão thái gia. Vào buổi tối một ngày nọ, sắc trời dần chuyển màu đen, bọn họ đem theo lương khô trên người, dứt khoát ngủ lại ở một cái miếu đổ nát trong núi. Đều đã qua nhiều ngày như vậy rồi, thi thể lão thái gia chỉ sợ là đã bị chó ăn sạch. Ngũ thúc việc gì còn muốn chúng ta tiếp tục tìm kiếm thi thể của thất bá công? Vương Hữu Bình oán giận nói, ai, chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Rút phải thẻ tre ngắn, phải tìm kiếm thi thể của thất bá công. Ai bảo chúng ta rút được thẻ tre ngắn chứ? Dù sao chúng ta có đầy đủ lương khô. Cùng lắm thì ở lại căn miếu đổ nát này vài ngày, ăn hết lương khô thì trở về báo cáo. Nói tìm không thấy thi thể thất bá công, làm bộ làm dáng cho xong, việc gì phải thành thật đi tìm. Vương Hữu Toàn không cho là đúng. Chương 16, chạy tới Thanh Thạch Trấn, 1. Nói cũng đúng, liền làm như vậy đi. Hai người hàn huyên trong chốc lát, sau đó mỗi người tìm một chỗ trống, trải một lớp cỏ khô, đi ngủ.
giờ Tý, đêm dài thanh tĩnh. Tại một sơn cốc mọc đầy cỏ dại, hai bên sườn là tường đá mọc đầy rêu xanh, trên tường đá gồ ghề bên trái có rất nhiều dây đằng thô to màu xanh lục. Một tiếng giống kỳ quái vang lên, một bóng người từ trong đống dây đằng rậm rạp vọt ra. Hiển nhiên, phía sau lớp dây đằng có một sơn động bí ẩn, cửa động bị dây đằng thô to che lại. Bóng người là một nam tử toàn thân mọc một tầng lông đen thô to cứng rắn, ngón tay dài nhỏ, móng tay đã biến thành màu đen. Xem quần áo cùng khuôn mặt, chính là lão thái gia đã chết, được tìm kiếm nhiều ngày qua. Nay đã biến thành một khối cương thi, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng giống quái dị. Miệng mở rộng, lộ ra hai chiếc răng nanh, một vầng trăng sáng treo ở trên trời cao, lượng lớn tinh hoa ánh trăng đều ùa vào miệng nó. Sau khi hút ánh trăng nửa canh giờ, hai tay nó duỗi thẳng, hướng ngoài cốc mà bật nhảy đi. Nó nhảy loạn không mục đích trong rừng. Một lúc lâu sau, nó xuất hiện ở bên ngoài một ngôi miếu đổ nát. Cái mũi nó nhẹ ngửi, hai chân bật nhảy, phóng vào miếu cũ. Vương Hữu Bình ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn mơ màng mở mắt, chỉ thấy một người nam lông mọc khắp người, hai tay đang bắt lấy bả vai Vương Hữu Toàn, cắn cổ hắn. Cứu ta, mau cứu ta. Vương Hữu Toàn lớn tiếng cầu cứu. Vừa nói dứt lời, nam tử đã buông lỏng bả vai Vương Hữu Toàn, chỉ thấy hai chân hắn mềm nhũn, ngã xuống trên nền đất. Mượn ánh trăng sáng ngời, có thể thấy rõ ràng, trên cổ Vương Hữu Toàn có hai cái lỗ máu to bằng ngón tay. Giống, nam tử khắp người toàn lông há miệng, có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh còn dính máu. Vương Hữu Bình sợ hãi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa chạy được xa, cương thi đã nhảy đến, ngăn cản đường hắn đi. Cương thi dùng hai tay bắt được bả vai Vương Hữu Bình, há mồm cắn vào cổ Vương Hữu Bình. Hắn một trận đau đớn từ cổ truyền đến. Không qua bao lâu, trước mắt hắn là một mảng đen, mất đi tri giác. Sau khi hút xong tinh huyết của hai gã người sống, cương thi nhảy đi ra bên ngoài. Một lát sau, nó biến mất vào bên trong đêm tối. Liên Hoa Đảo. Mặt trời vừa mọc, ánh mặt trời chiếu lên Liên Hoa Đảo tựa như phủ lên một tấm áo choàng hoàng kim rực rỡ, làm người đắm chìm vào sự ấm áp rào rạt. Thanh Liên Các, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân trên một tấm đệm hương bồ màu xanh lục, tay đeo một vòng ngọc màu lam. Trong phòng hiện lên lượng lớn những chấm sáng màu lam. Theo động tác nuốt hít thổ nạp của hắn, những chấm sáng xanh giống như bị thứ gì đó chỉ dẫn, trước sau nối bước dung nạp vào đỉnh đầu hắn, biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ sau, những điểm sáng lam sắc cuối cùng nhập vào cơ thể Vương Trường Sinh. Hắn mở mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang. Nếu từ nhỏ đeo tụ thủy châu tu luyện, chỉ sợ hiện tại ta đã có thể tiến vào luyện khí tầng 7 rồi. Vương Trường Sinh thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm. So với tưởng tượng của hắn, hiệu quả của tụ thủy châu còn tốt hơn. Nếu có thể ở nơi linh khí dư thừa tu luyện, tụ thủy châu có thể đẩy tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn hiện tại 1/5. Vì đổi tụ thủy châu, hắn mang linh thiên phù mà mẫu thân cho hắn để giữ mệnh cũng đưa đi đổi. Lúc trước còn có chút tiếc nuối, hiện tại, xem ra lần giao dịch này không lỗ. Chít chít, vài tiếng chuột kêu vang lên, song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra. Vương Trường Sinh mở lòng bàn tay phải, song đồng thử nương theo cánh tay, bò đến lòng bàn tay hắn. Song đồng thử trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít, nhắn nhủ Vương Trường Sinh, nó đói bụng. Tiểu gia hỏa ngươi, Lam Nguyệt Linh Mễ còn không đủ để ta ăn, ta nào có nhiều linh mễ như vậy để đút cho ngươi, ngươi chịu khó ăn chút sâm bình thường vậy. Vương Trường Sinh lấy ra một củ nhân sâm đỏ như máu, phóng trên mặt đất. Xích huyết sâm, thảo dược bình thường, có tác dụng chữa tụ máu và tăng lưu thông máu huyết. Người luyện võ khó tránh va chạm tụ máu, bọn họ thường dùng xích huyết sâm để chữa thương. Vương Trường Sinh trong túi không có nhiều linh dược, không thể ngày nào cũng lấy linh cốc nuôi xong đồng thử. Chỉ có thể lấy một ít dược liệu bình thường nuôi nấng nó. Người nhà Vương Thu Sinh lấy buôn bán thảo dược mà sống, trong kho nhiều nhất cũng là thảo dược. Biết được Vương Trường Sinh muốn thảo dược, Vương Thu Sinh lập tức truyền tin về nhà để cho quản gia đưa tới một xe dược liệu. Song đồng thử cũng không ghét bỏ, từ tay Vương Trường Sinh nhảy xuống, nhanh chóng đem xích huyết sâm ăn hết. Vương Trường Sinh mỉm cười, đang muốn trêu chọc song đồng thử, chợt vang lên thanh âm của Vương Thu Sinh, cửu thúc công, không tốt rồi, xảy ra đại sự. Thanh Thạch Trấn xuất hiện cương thi, đã có nhiều vị tộc nhân bị cương thi cắn chết. Vương Trường Sinh nghe vậy,
tươi cười trên gương mặt ngưng trọng, tâm niệm vừa động, song đồng thử đã chui trở về trong lòng hắn. Khi hắn mở ra cửa Thanh Liên Các, liền nhìn thấy Vương Thu Sinh đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hoàng, trên tay cầm hai lá thư. Cửu Thúc Công, đây là tộc lão Thanh Thạch Trấn dùng bồ câu đưa đến. Vương Trường Sinh tiếp nhận hai lá thư, ánh mắt đảo qua, chau mày. Thanh Thạch Trấn có một ít tộc nhân vương gia trú ngụ, tuy số lượng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng nơi đó xuất hiện cương thi, hắn nhất định phải đi một chuyến. Theo lý thuyết, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không xuất hiện cương thi, trừ khi có người cố ý nuôi dưỡng. Nhưng trong thư nói lại có vẻ mơ hồ, hắn cần phải đến Thanh Thạch Trấn điều tra mới có thể đưa ra kết luận. Nếu là có tà tu làm loạn, lợi dụng phàm nhân mà nuôi dưỡng cương thi, hắn phải lập tức báo cáo việc này cho gia tộc, giao cho gia tộc xử lý. Ngươi đi mang bồ câu dùng để đưa tin cho gia tộc đến đây. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ, dặn dò Vương Thu Sinh. Cẩn thận vẫn hơn, tốt hơn vẫn là thông báo cho gia tộc. Lỡ như thật sự có tà tu làm loạn, hắn lại chỉ đi một mình, thì chính là đi vào hang hổ. Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Giết được Tiểu Phượng thuần túy là bởi Tiểu Phượng không có thủ đoạn công kích gì. Nếu không có tà tu làm loạn, gia tộc cũng sẽ không trách tội hắn. Dù sao ai dám cam đoan việc này không phải do tà tu làm nên, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, chạy tới Thanh Thạch Trấn 2. Cương thi không giống với quỷ, dưới tình huống bình thường, người sau khi chết, thi thể sẽ chậm rãi hư thối, rất khó xuất hiện cương thi, mà quỷ vật không giống. Vậy, nếu trước khi chết có oán khí, hồn phách ở lại không đi, lại được âm khí tẩm bổ, rất dễ dàng biến thành quỷ vật. Huyện Bình An cách Thanh Liên Sơn khá xa, trên người hắn cũng không có truyền tin phù. Truyền tin phù rất đắt, hơn 100 khối linh thạch một tấm, còn là hàng chỉ dùng một lần. Chỉ có tộc nhân ra ngoài vận chuyển hàng hóa hoặc là tìm hiểu tình báo mới được phát một tấm truyền tin phù. Vương Thu Sinh rất nhanh liền mang tới bồ câu đưa tin. Vương Trường Sinh mang thư đã viết xong cuộn thành một đoàn, cột vào trên đùi bồ câu đưa thư rồi thả nó bay đi. Thư được viết bằng tiếng lóng, vương gia chỉ có số ít tộc nhân có thể xem hiểu tiếng lóng. Cho dù bồ câu đưa tin bị bắn hạ, cũng không thể biết nội dung trong bức thư là gì. Thu Sinh, ngươi theo ta đi một chuyến, hiện tại lên đường. Vương Trường Sinh nói xong, môi khẽ niệm quyết, dưới chân liền xuất hiện đám mây màu trắng. Vương Thu Sinh thấy vậy, vội vàng đi đến. Đám mây trắng chậm rãi nâng hai người lên không, hướng phương xa bay đi. Trấn Thanh Thạch, từ đường vương gia, hơn 10 tộc lão ngồi trên ghế, sắc mặt tràn đầy u sầu. Vương Thiên Đức tuy là huyện úy, nhưng bối phận của những người ở đây đều cao hơn hắn. Hắn thành thật đứng ở một bên, trầm ngâm suy nghĩ, giống như đang nghĩ đến sự tình nào đó. Trên mặt đất là mấy tấm chiếu, trên mỗi tấm chiếu đều có phủ vải bố trắng. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn chậm chậm bước đến. Hắn vừa xuất hiện, hơn 10 tộc lão liền đi đến vây quanh. Bát Thúc, thế nào rồi? Đã liên hệ Thiên Sư Bổn Gia chưa? Bát Ca, Thiên Sư Bổn Gia sẽ đến đây sao? Bát Thúc, Thiên Sư khi nào thì đến đây? Hắn sẽ đánh bại cương thi sao? Nhóm tộc lão mồm năm miệng 10 không ngừng truy hỏi, đều muốn từ miệng Vương Thanh Sơn biết được tin tức của Thiên Sư Bổn Gia. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, trầm giọng dặn dò, an tâm chớ gấp, ta đã truyền tin cho Thiên Sư Bổn Gia. Tin rằng Thiên Sư sau khi nhận được thư tín sẽ mau chóng chạy đến thôi. Việc chúng ta phải làm là ước thúc tộc nhân. Cho đến khi Thiên Sư Bổn Gia đến, không thể lại có tộc nhân bị sát hại. Hắn như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Thiên Đức đang đứng ở một bên, vẻ mặt ôn hòa nói, Thiên Đức, Trấn Thanh Thạch chưa bao giờ xuất hiện cương thi, đột nhiên từ đâu lại có cương thi đến, ngươi có ý kiến gì không? Cứ nói, đều là người một nhà, không cần cất giấu trong lòng. Vương Thiên Đức hơi do dự, rồi nói, Bát Thúc Công, vậy Tôn Nhi xin nói. Dựa theo Tôn Nhi phân tích, cương thi cắn chết tộc nhân, hẳn là Thất Bá Công biến thành. Viên đá rơi vào nước gợn lên ngàn tầng sóng, Vương Thiên Đức vừa nói dứt lời, lập tức bị các tộc lão phản bác. Thiên Đức, ngươi nói bậy bạ gì đó, Thất Ca sao lại sẽ biến thành cương thi? Loại chuyện này không thể nói lung tung. Đúng vậy, thi thể Thất Thúc bị chó tha đi rồi. Sao, lại biến thành cương thi được?
Thất Thúc khi sống chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, bát nước bẩn này không thể hất lên người Thất Thúc được. Ngươi nói xấu trưởng bối, đây là đối với trưởng bối không tôn kính. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lớn tiếng quát lớn, đủ rồi, đều câm mồm hết cho ta. Là ta để cho Thiên Đức nói, không có ta cho phép, các ngươi đều câm miệng hết lại. Thiên Đức, ngươi tiếp tục nói. Vương Thiên Đức gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, suy đoán của ta là có căn cứ. Thứ nhất, Trấn Thanh Thạch chưa bao giờ xuất hiện cương thi. Như thế nào chân trước thi thể Thất Bá Công vừa biến mất, chân sau liền xuất hiện cương thi? Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Thứ hai, năm tộc nhân bị cương thi giết hại, có ba người là người thân của Thất Bá Công, gồm con trai trưởng, cháu trai, cháu gái. Theo ta được biết, tử thi sau khi biến thành cương thi sẽ giết người thân của mình trước. Thứ ba, trấn trên có rất nhiều hộ, vì sao cương thi không cắn những hộ khác? Lại cố tình chọn chúng con trai trưởng, cháu trai cùng trái gái của Thất Bá Công. Điểm này thật kỳ quái. Tổng hợp ba điều trên, ta đoán cương thi là Thất Bá Công. Về phần vì sao Thất Bá Công lại biến thành cương thi thì ta không hiểu. Chờ thiên sư bổn ra đến đây, không chừng đều sẽ rõ ràng. Vương Thanh Sơn gật đầu, Vương Thiên Đức phân tích rất có lý. Nhưng chân tướng sự tình là gì, chỉ có thể chờ thiên sư đến mới biết được. Chưa đến nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh chậm rãi đáp xuống từ đường Vương ra. Vương Thanh Sơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đón chào, lão hủ Vương Thanh Sơn, ra mắt thiên sư. Những người khác cũng đồng loạt phản ứng, chăm miệng một lời, ra mắt thiên sư, thanh tự bối. Dựa theo bối phận ngươi có thể kêu ta một tiếng cửu thúc, không cần khách khí như vậy. Nghe nói nơi này xuất hiện cương thi, nói cho ta biết những sự việc đã trải qua, không được thêm bớt một chữ. Nói đến đây, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, đem sự tình một năm một mười tường tận kể ra. Trộm mộ, thi thể mất tích. Vương Trường Sinh nghe Vương Thanh Sơn trần thuật, trên mặt lộ ra chút thần sắc suy nghĩ. Phần mộ một vị tộc lão họ Vương bị trộm, thi thể không cánh mà bay, không qua bao lâu thì xuất hiện cương thi. Theo Vương Trường Sinh biết, cương thi chia làm thiên thiên và hậu thiên, tỷ lệ hình thành tiên thiên cương thi rất thấp. Hậu thiên cương thi là bởi vì luyện chế mà thành. Thường mà nói, hậu thiên luyện chế cương thi sẽ lựa chọn những thi thể trai tráng. Nhưng mà tộc lão đã chế tuổi đã rất lớn, ai sẽ lấy để luyện thi? Thi thể bị trộm vào một ngày thế nào? Ngày sinh tháng đẻ của Thanh Diễm cũng lấy ra đây cho ta xem. Ngày 15 tháng 8, đây là ngày sinh tháng đẻ của Đường huynh. Vương Thanh Sơn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã chuẩn bị trước, đưa đi qua. Vương Trường Sinh có chút bất ngờ nói, ngươi biết ta muốn xem ngày sinh tháng đẻ. Vương Thanh Sơn gật đầu, nghiêm mặt nói, tổ tiên tốt xấu cũng là người tu tiên, đối với loại chuyện này, ít nhiều cũng biết được một ít. Vương Trường Sinh ánh mắt đảo qua nội dung trên tờ giấy, tay phải bắt đầu bấm đốt. Quả nhiên là năm âm tháng âm, sinh vào lúc mặt trời mọc. Xem ra hơn nửa khả năng là thi thể được ánh trăng chiếu mới biến thành cương thi. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm trời sinh âm khí nặng. Nếu vừa hay vào đêm trăng tròn được ánh trăng chiếu đến, rất dễ dàng biến thành cương thi. Chương 18, ôm cây đợi thỏ. Lập tức đem mấy cỗ thi thể, dùng gỗ cây vải thiêu hủy. Mặt khác, dự trữ nhiều gạo nếp có thể phòng cương thi. Mỗi nhà mỗi hộ tận lực chuẩn bị một ít gạo nếp. Còn có, đưa ta đến nhà Thanh Diễm, để ta nhìn xem. Thu Quang, Thu Minh, hai người các ngươi tổ chức tộc nhân, đem thi thể đặt dưới gỗ cây vải thiêu hủy. Thập đệ, thập tam đệ, các ngươi phái người đi các nơi mua gạo nếp, càng nhiều càng tốt. Vương Thanh Sơn ngắn gọn dặn dò từng điều. Vâng, thất ca. Nhóm tộc lão mở miệng đáp ứng. Vương Trường Sinh đi theo Vương Thanh Sơn tới một tòa viện chiếm một khoảnh đất lớn. Trong viện trồng vài gốc cây đào, phòng ở cùng với bàn ghế đều làm từ gỗ đào. Ngoài ra, phòng ở hướng về phía đông, dưới ánh mặt trời sung túc. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Vương Thanh Diễm sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, âm khí khá nặng. Loại thể chất này sống không lâu, Vương Thanh Diễm có thể sống đến hơn 60 tuổi, một là bởi vì cái tên Thanh Diễm, trong tên Diễm có ba ngọn lửa, lửa làm suy yếu âm khí. Hai là nơi hắn ở dương khí rất nặng, cây đào thuần dương, gỗ đào trăm năm dùng để chế tác kiếm trừ quỷ. Đúng rồi,
thể chất thanh diễm có chút đặc thù, dễ dàng thi biến, vì sao lúc chết không thiêu hủy thi thể mà lại đem chôn? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Trường bối của Vương Thanh Diễm biết gieo trồng cây đào cùng sử dụng gỗ rào để chế tác gia cụ, hẳn là biết người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm sau khi chết rất dễ dàng thi biến. Theo lý thuyết, phải tiêu hủy thi thể mới đúng. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, giải thích, lúc trước nhị thúc lưu lại di ngôn, Đường huynh sau khi chết nhất định phải hỏa táng, không thể chôn. Nhưng ba con trai của Đường huynh không đáp ứng, nói người sau khi chết phải nhập thổ vi an, không chấp nhận thiêu hủy thi thể. Ba huynh đệ bọn họ kiên quyết đồng lòng, chất nhi không lay chuyển được, đành chấp nhận cho bọn họ mai táng Đường huynh trong phần mộ của gia tộc. Không nghĩ tới thi thể Đường huynh xảy ra thi biến. Sớm biết như vậy, chất nhi bất chấp họ nói gì cũng sẽ đem thi thể Đường huynh đi thiêu hủy. Nói thật, lúc trước Vương Thanh Sơn cũng không để di ngôn của trưởng bối trong lòng. Nhập thổ vi an, quan niệm này sớm đã thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Vương Thanh Sơn sau khi chết cũng muốn được an táng trong mộ viên của gia tộc. Nếu lúc trước hắn cứng rắn tuân lời, nói không chừng sẽ không xuất hiện cương thi. Một khi nghĩ đến đây, Vương Thanh Sơn hối tiếc không thôi. Ba con trai, một nhà con trai trưởng đã bị giết hại, còn hai người con trai khác đâu? Con trai thứ hai của Đường huynh là Thu Mậu, hôm qua có việc gấp phải vào huyện thành, buổi sáng hôm nay vừa trở về. Con thứ ba là Thu Thịnh quanh năm kinh doanh bên ngoài, không liên lạc được. Vương Thanh Sơn trả lời chi tiết. Vương Trường Sinh suy nghĩ rồi dặn dò, phái người quét tước sân vườn sạch sẽ, để cho một nhà Thu Mậu đến đây ở. Nếu Thanh Diễm thật sự biến thành cương thi, khẳng định sẽ trở về giết Thu Mậu. Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Mặt khác, rút toàn bộ tộc nhân đang ở trong núi về đi. Để một nhà Thu Mậu chuyển vào không thành vấn đề. Nhưng trong một thời gian ngắn, không có cách nào thông báo cho toàn bộ tộc nhân đang ở trong núi, cũng không biết vị trí cụ thể của bọn họ. Ngươi phái cho ta mấy người dẫn đường, tốt nhất là người có uy vọng, để những tộc nhân khác có thể tin tưởng ta. Vương Thanh Sơn tuân miệng đáp ứng, phái ba vị tộc nhân đi theo Vương Trường Sinh. Vương Thiên Đức chính là một trong số đó. Vương Trường Sinh thi triển thuật Đằng Vân Giá Vũ, chở ba vị tộc nhân hướng Thâm Sơn bay đi. Lúc này vừa đúng giữa trưa, mặt trời chói chang. Tổng cộng có 15 tộc nhân hiện đang ở trong rừng, Vương Trường Sinh lục tục tìm được 12 người. Bọn họ ngoan ngoãn nghe theo lời của tộc lão, rời khỏi Thâm Sơn. Mặt trời chói chang, tộc lão tuổi đã lớn, lại phơi nắng một thời gian, choáng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa rời từ trên đám mây trắng xuống. May mà có Vương Thiên Đức đỡ được. Vương Trường Sinh nhìn thấy phía dưới có một tòa miếu thờ. Một tay bấm quyết niệm chú, đám mây trắng chậm rãi đáp vào bên trong miếu thờ. Đây là một tòa miếu thờ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Ô, có người nằm trên đất. Vương Thiên Đức nhìn thấy hai nam thanh niên nằm trên đất, rất nhanh liền đi qua xem xét. Đã chết, trên cổ đều có hai lỗ máu, xem chừng là bị cương thi cắn chết. Vương Thiên Đức có chút tiếc nuối nói, là Hữu Bình và Hữu Toàn, ai, không nghĩ đến bọn họ bị cương thi hại. Tộc lão nhìn khuôn mặt của hai cỗ thi thể, thở dài, có chút đau lòng nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, dặn dò, lập tức đem thi thể thiêu hủy, nếu không sẽ thi biến, đến lúc đó lại thêm hai khối cương thi. Vương Thiên Đức lên tiếng đáp ứng, cùng hai gã tộc nhân khác trước sắp xếp cho tộc lão ngồi ở một vị trí râm mát. Sau đó kiếm một ít củi đốt, chất đống lên trên thi thể, châm lửa. Thế lửa rất nhanh liền biến lớn, thiêu hủy thi thể. Thanh Viễn, còn có một người chưa tìm thấy, ngươi có nhớ rõ tên của hắn không? Ngươi cảm thấy hắn sẽ ở nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nhớ rõ, là tăng tôn của thập ngũ đệ, gọi là Vương Hữu Ân, tiểu tử này từ nhỏ không nghe quản giáo, hay thích dùng mánh lới. Chắc là trốn ở bóng râm nào đó hóng mát rồi. Vương Thanh Viễn trả lời chi tiết. Hóng mát? Vương Trường Sinh nhíu mày. Cương thi đều thích sống ở những địa phương râm mát, Vương Hữu Ân chắc sẽ không chạy tới chỗ ở của cương thi để hóng mát đi. Trừ bỏ Vương Hữu Ân, còn có tộc nhân nào còn ở lại trong rừng không? Vương Thanh Viễn nói, có, nơi này có vài cái mỏ đá, đều là người Vương gia. Có khoảng 100 người ở đó khai thác đá. Mỏ đá, ở nơi nào? Ra khỏi trấn, một cái cách hơn 20 dặm ở hướng Tây, một cái cách hơn 30 dặm ở hướng Đông. Quản sự là dòng hậu bối chữ Thu, là con thứ hai của Thất Ca và con thứ ba của Lục Ca. Vương Trường Sinh gật đầu, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hắn thi triển thuật Đằng Vân Giá Vũ,
đi đến hai mỏ đá của Vương gia để cho Vương Thanh Viễn phân tán những tộc nhân khai thác đá. Tiếp theo đó, hắn đem mấy người Vương Thanh Viễn về trấn Thanh Thạch, lại đem theo Vương Thiên Đức cùng với cha của Vương Hữu Ân tiếp tục vào rừng tìm kiếm. Sơn động trong núi rất nhiều, hắn đã đi hơn 10 cái sơn động, đều không có phát hiện tung tích Vương Hữu Ân. Thời điểm Vương Trường Sinh trở lại trấn Thanh Thạch đã là lúc hoàng hôn. Trấn Thanh Thạch đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 cái thanh đăng đang thắp sáng một mảnh trời. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Diệt Cương Thi, 1. Dùng xong cơm chiều, Vương Trường Sinh liền tới nhà Vương Thu Mậu ở. Từng nhà đều chuẩn bị máu chó đen. Trước cửa giải gạo nếp, mỗi một hộ đều có một thanh niên trai tráng trấn thủ, bọn họ tay đều cầm một chiếc chiêng đồng. Nếu gặp cương thi liền đánh chiêng cảnh báo. Thời gian từng chút một trôi qua, sắc trời ngày càng âm u, cửa từng nhà đều đóng chặt. Một số người chống chọi không lại cơn buồn ngủ, ngủ mất. Một nhà Vương Thu Mậu gồm 7 người, tụ tập lại trong phòng. Hai đứa bé đã say giấc, nhóm người lớn lại không buồn ngủ chút nào. Vương Thu Mậu tâm tình trầm trọng dị thường, hắn biết phụ thân mình biến thành cương thi, trở về hại chết đại ca hắn. Hắn hiện tại trở thành mồi nhử, dụ phụ thân cương thi của hắn đến. Về công, hắn là tộc nhân Vương gia, lý gia nên tuân theo lời dặn dò của trưởng bối. Về tư, cương thi là cha hắn lại đi làm mồi nhử cha mình, trong lòng hắn cảm thấy bản thân có chút bất hiếu. Đương nhiên, hắn cũng có chút sợ hãi. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên chiếu, hai mắt khép hờ. Vương Thu Mậu muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, thật cẩn thận nói, cửu thúc công, cha ta đêm nay, thực sự sẽ đến sao? Không biết, nó đến liền diệt nó. Nó không phải cha ngươi, trong lòng không cần có gánh nặng. Có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Có được lời trấn an của Vương Trường Sinh, Vương Thu Mậu an tâm không ít. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm gõ chiêng đồng. Ngay từ đầu thanh âm còn rất nhỏ, nhưng không qua bao lâu, thanh âm càng lúc càng lớn. Các ngươi ở yên trong phòng, không nên chạy loạn. Ta đi ra ngoài xem một chút, nếu cương thi lộ diện thì dùng máu chó đen tạt lên nó. Bốn góc phòng đều rải đầy gạo nếp rồi, cương thi hẳn là không dám tới gần nơi này đâu. Vương Trường Sinh lên tiếng dặn dò, xông ra ngoài. Hắn vừa lao ra sân, đám người Vương Thu Sinh cùng Vương Thanh Sơn đều vây quanh lại, sắc mặt mỗi người đều khẩn trương dị thường. Đều không cần hoảng, không cần hoảng, cương thi ở đâu? Ở nơi nào? Vương Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Cái này. Mấy người Vương Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe được thanh âm gõ chiêng đồng, lập tức chạy lại đây. Nhưng bọn họ cũng không biết cương thi ở nơi nào. Lúc này, lượng lớn tộc nhân chạy lại đây, bọn họ tay trái cầm đuốc, tay phải cầm một nắm gạo nếp. Mọi người không hẹn mà đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh nhướng mày, dặn dò, lập tức phái người đi xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu thật sự có cương thi xuất hiện, lập tức gõ chuông cảnh báo. Vương Thanh Sơn đáp trả, lập tức hạ lệnh xuống, vài người trong tộc nhận lệnh rồi đi. Một khắc đồng hồ sau, tộc nhân được phái đi tìm hiểu tình hình quay trở lại. Kết quả khiến cho Vương Trường Sinh dở khóc dở cười. Hóa ra là một tộc nhân tên là Vương Hữu Thắng, muốn tiểu tiện, đi ra giải quyết. Đúng lúc một cơn gió to nổi lên, có một món quần áo rơi xuống người hắn. Hắn sợ hãi la to, sau đó gây ra hàng loạt phản ứng. Vương Thanh Sơn sắc mặt có chút xấu hổ, vất vả cả buổi, sợ bóng sợ gió một hồi. Tốt rồi, tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Phái một vị tộc nhân canh giữ nhà Vương Hữu Thắng, mang chiêng đồng giao cho người khác bảo quản. Lần sau nếu thấy cương thi thì mới được gõ chuông cảnh báo, không tùy tiện gõ loạn. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò nói, đều nghe lời cửu thúc nói chưa? Không có cương thi, không tùy tiện gõ chiêng đồng. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn giải tán tộc nhân, trở về nhà. Vương Trường Sinh trở lại phòng, ngồi xuống dưỡng thần. Không bao lâu, trấn Thanh Thạch yên tĩnh trở lại. Giờ dần, đêm dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều chìm trong mộng đẹp. Vương Thu Mậu không ngăn được cơn buồn ngủ của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi gặp Chu Công. Trong tòa viện, Vương Hữu Thắng từ trong phòng chạy vọt ra, hắn hai tay ôm bụng, hướng tới nhà xí mà phóng tới. Nhà xí cách cửa viện cũng không xa, cửa viện dường như không cài then, một trận gió nổi tới,
cửa liền mở ra. Con mẹ nó, thực xui xẻo. Trước là không cẩn thận làm chiêng, đồng vang lên, giờ lại đau bụng. Không biết có phải đạp nhầm cướp chó không nữa. Vương Hữu Thắng oán giận nói. Bởi vì không cẩn thận làm chiêng đồng vang, hắn bị trưởng bối nghiêm khắc răn dạy vài câu. Tộc nhân cũng nhạo báng hắn nhát gan. Trong lòng hắn thực sự rất tức giận. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Đạo hữu, ta đang ở bên trong. Ngươi đợi một lát. Vương Hữu Thắng có chút không kiên nhẫn nói. Oành, đùng, cửa phòng bị làm cho vỡ nát. Một thân ảnh nhào về hướng Vương Hữu Thắng. Vương Hữu Thắng không kịp phản ứng, hai vai đã bị tay đối phương gắt gao giữ chặt. Ngay sau đó, cổ hắn đau nhói. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, muốn đẩy đối phương ra, nhưng không có ích gì. Không bao lâu, Vương Hữu Thắng dần mất đi ý thức. Bóng người buông Vương Hữu Thắng ra, lộ ra đôi răng nanh sắc bén. Đúng là Vương Thanh Diễm đã biến thành cương thi. Nó xoay người, một phát nhảy vào phòng. Không bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng hét thảm thiết. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên chiếu, hai mắt khép hờ. Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng hồi chiêng lanh lảnh. Vương Trường Sinh đã buộc dây đỏ quanh căn nhà. Cách mỗi đoạn dây đỏ lại gắn một quả chuông. Chỉ cần có người tới gần căn nhà, chạm vào dây đỏ, chuông sẽ vang. Một tiếng kêu quái dị vang lên, cửa phòng bị đẩy mở, một khối cương thi vọt vào. Đúng vậy, chính là Vương Thanh Diễm. Tại thời điểm tiếng chuông vang lên, Vương Trường Sinh liền mở hai mắt. Giống. Cương thi gầm nhẹ một tiếng, mang theo một mùi hôi thối khó chịu tiến thẳng tới trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt khẽ biến, từ chiếc túi buộc trên người cầm ra một nắm gạo nếp, ném thẳng vào cương thi. Nắm gạo nếp ném lên người cương thi, lập tức bốc lên một trận khói đen. Cương thi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cương thi giống lên một tiếng, hai móng vuốt chộp tới Vương Trường Sinh. Lúc này Vương Thu Mậu cũng bị làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy cương thi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt dị thường. Vương Trường Sinh giương hai tay lên, hai khối băng chùy trong suốt dài tầm hai thước bắn ra. Hai khối băng chùy đánh lên người cương thi, không những không thể xuyên thủng thân thể, mà còn vỡ nát ra, hóa thành một mảng lớn vụn băng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, thân thể cương thi này thế mà có thể ngăn được sơ cấp trung giai pháp thuật. Không biết linh khí có thể đả thương đến nó không? Hắn chuyển ánh mắt, lấy ra một viên lam châu lớn bằng quả trứng chim, lại đánh một đạo pháp quyết lên bề mặt. Viên lam châu xoay chuyển, một lượng lớn ánh sáng lam xuất hiện giữa không trung, hóa thành một bức tường nước màu lam cao bằng một người, dày hai thước, chắn trước mặt Vương Trường Sinh. Chương 20, Diệt Cương Thi, 2. Cương Thi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhào vào bên trong tường nước màu lam. Chính vào lúc nó vừa nhảy vào trong, ngón tay Vương Trường Sinh liền bấm quyết, năm đạo ánh sáng bay ra từ tay hắn, trong nháy mắt nhập vào bên trong tường nước. Tại lúc, tiếng soạt vang lên, tường nước màu lam chậm rãi ngưng kết thành băng, hóa thành bức tường băng cao bằng đầu người, tản ra một ít hàn khí. Cương thi bị đóng thành băng, biến thành một khối băng lớn. Mười ngón tay Vương Trường Sinh kết ấn, mấy đạo pháp quyết đánh vào bên trong viên lam châu. Lượng lớn ánh sáng xanh hiện lên, hóa thành một quả bóng nước, vây quanh tảng băng. Vương Trường Sinh búng tay, từng đạo bạch tuyến bắn ra, chớp mắt nhập vào bên trong thủy cầu. Thủy cầu nhanh chóng kết băng, biến thành khối băng lớn hơn. Mau rời khỏi nơi này, ta muốn phóng hỏa thiêu căn phòng này, Vương Trường Sinh dặn dò nói. Trên người hắn không có phù triện hệ hỏa, cũng không thể thi triển pháp thuật hệ hỏa. Hắn chỉ có thể đem cương thi đóng băng, sau đó thiêu hủy căn phòng, dùng lửa lớn tiêu diệt cương thi. Kế hoạch này hắn đã sớm nghĩ ra, trong phòng thứ gì đáng ra sớm đã rời đi rồi. Trong viện đã chuẩn bị nhiều hồ nước để phòng ngừa lửa cháy lan. Vương Thu Mậu cùng thê thiếp ôm con nhỏ, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vương Trường Sinh lấy ra mồi đánh lửa, châm lửa lên chăn đệm rồi đi ra ngoài. Không bao lâu, ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn, ánh lửa lan lên tận trời. Khối băng tan chảy trong ngọn lửa lớn, cương thi thoát ra, từng mảng lửa lớn bao phủ bóng người nó. Một tiếng giống thê lương vang lên, cương thi vội vàng chạy ra bên ngoài. Thổ trường thuật. Vương Trường Sinh quát lên, một vầng sáng chói mắt phát ra từ tay hắn, ấn trên đất. Vầng sáng chớp mắt biến vào lòng đất, hai bức tường vàng cao hơn hai thước nhô lên khỏi mặt đất, ngăn chặn đường đi của cương thi. Cương thi cuồn cuộn quằn quại trong lửa cháy, bị đốt thành tro bụi.
Khi Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Sinh nghe tin chạy tới, cả gian phòng đều bị thiêu hủy. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị tốt các biện pháp bảo vệ, nên lửa không lan rộng. Khi Vương Trường Sinh cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, thi triển ngưng thủy hóa vũ thuật, dập tắt trận lửa. Thanh Sơn, phái người đi thăm dò một chút, xem có tộc nhân nào bị hại không. Nếu có nạn nhân, lập tức thiêu hủy thi thể. Vâng, cửu thúc, Tôn Nhi sẽ hạ lệnh xuống. Vương Thanh Vân gật đầu đồng ý. Nửa canh giờ sau, kết quả được báo lên. Hai tộc nhân bị giết hại, trong đó có một người là Vương Hữu Thắng, chết ở nhà xí, đã đem hai thi thể đã thiêu hủy. Lúc này, sắc trời sáng lên, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rồi quay lại căn phòng Vương Thanh Sơn sắp xếp, ngồi xuống điều tức. Thật ra, nếu trên tay hắn có 8 hay 10 tấm hỏa cầu phù, nhắm chừng vừa đối mặt liền có thể tiêu diệt khối cương thi này. Tiếc là hắn quá nghèo. Điều khiến Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ lạ là buổi sáng hắn đã dùng bồ câu truyền tin cho gia tộc. Thế nhưng đến tối vẫn chưa thấy gia tộc phái người đến. Chẳng lẽ không nhận được tin? Vương Trường Sinh suy nghĩ, thật sự không tìm được nguyên do, dứt khoát không nghĩ tới nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Buổi trưa, mặt trời nhô cao. Tại một đại sảnh ngập tràn ánh sáng, nổi bật là một bàn tiệc rượu. Vương Trường Sinh ngồi ở ghế chủ tọa, được các tộc nhân Vương gia có chữ Thanh tiếp đón. Cửu thúc, đây là kim tích đao ngư mới bắt từ dưới sông lên. Không biết cửu thúc thích khẩu vị gì, nên hấp, kho đều có. Món này là ngọc chân kê, từ nhỏ dùng gạo để nuôi, hương vị cũng không tồi. Còn có này là vịt nướng, được nuôi bằng nước giếng và gạo, chất thịt tươi non. Vương Thanh Sơn vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình giới thiệu. Đúng vậy. Cửu thúc, canh phỉ thúy này chỉ dùng những búp măng tươi ngon nhất để nấu, thanh ngọt vừa miệng. Còn có món bồ câu hầm nhân sâm này, cũng là món ăn đặc sắc của trấn Thanh Thạch chúng ta. Các tộc lão bối tự thanh đua nhau mở miệng, giới thiệu với Vương Trường Sinh từng món thức ăn trên bàn. Được rồi, ta muốn ăn sẽ tự gắp. Các ngươi đừng chỉ chú ý đến ta, đều không cần quá câu nệ, nên uống rượu, nên ăn liền ăn. Vương Trường Sinh khoát khoát tay áo, dặn dò. Chúng tộc lão đều mở miệng đáp ứng, bọn họ ngoài miệng tuy rằng đáp ứng nhưng lại rất ít đụng đũa. Khó có thể ngồi ăn cơm cùng thiên sư, bọn họ tự nhiên phải cẩn thận phụng dưỡng, nào dám tùy ý. Bọn họ đều muốn thu hút sự chú ý của Vương Trường Sinh, dẫn vãn bối nhà mình theo bên người, vì hậu bối tranh thủ một ít tiền đồ. Cửu thúc công, không tốt rồi, xảy ra đại sự. Đúng lúc này, một thanh âm hấp tấp dồn dập vang lên. Vương Thu Sinh vô cùng lo lắng tiến vào, đi theo phía sau là vài tên hậu bối Vương gia có bối tự thu. Xảy ra chuyện gì? Lại có tộc nhân bị giết hại? Vương Trường Sinh buông đũa, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, phát hiện một cỗ thi thể ở mỏ đá, là bị cương thi cắn chết. Người chết là Vương Hữu Lượng, luôn làm việc tại mỏ đá. Vương Thu Sinh gật đầu, đem chân tướng sự việc kể lại. Vương Hữu Lượng, ta không phải đã dặn toàn bộ tộc nhân đều rời khỏi mỏ đá sao? Sao vẫn có người còn ở lại? Mỏ đá này ai quản lý? Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Một gã người nam trung niên thân hình cao lớn tiến lên hai bước, cung kính nói, Tôn Nhi Vương Thu Tài tham kiến cửu thúc công, mỏ đá đó là do Tôn Nhi quản. Dựa theo lời cửu thúc công dặn, ngày hôm qua toàn bộ tộc nhân đều rút khỏi mỏ đá. Nhưng không biết tại sao, tối qua Vương Hữu Lượng lén lút chạy về mỏ đá, bị cương thi cắn chết. Mỏ đá này ở nơi nào? Thi thể chưa thiêu hủy phải không? Ra khỏi trấn hơn 30 dặm về hướng đông, thi thể còn chưa thiêu hủy. Tôn Nhi cho người trông coi thi thể, không dám tự ý quyết định. Vương Trường Sinh đứng dậy, dặn dò, Thu Sinh, Thu Tài, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Thanh Sơn, ta nhớ còn một mỏ đá nữa, ngươi trước mang toàn bộ tộc nhân đều rút về. Trước khi hoàn toàn tiêu diệt cương thi, toàn bộ tộc nhân không thể rời khỏi trấn Thanh, Thạch, vi phạm nghiêm trị không tha. Vâng, cửu thúc, chất nhi sẽ dặn dò đi xuống. Vương Trường Sinh môi khẽ niệm, một đám mây trắng liền xuất hiện dưới chân hắn, Vương Thu Sinh kéo Vương Thu Tài đi lên. Đám mây trắng chậm rãi bay lên, hướng về phía đông mà đi. Nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện bên trong một hẻm núi rộng lớn, bốn bề bị núi bao bọc, trên đất toàn là đá vụn. Xung quanh ngọn núi có dấu vết lửa thiêu rất rõ ràng. Cách đó không xa có một đỉnh núi cao khoảng 300-400 trượng, chân núi tụ tập mấy chục tộc nhân Vương gia, chân núi bên trái có vết tích nung, khu vực xung quanh có từng miếng đá lớn đang được khai thác.
Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.